Chào buổi chiều cả nhà. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cả nhà một sản phẩm từ túi sách Canvas. Đây là những sách Canvas giới thiệu là Canvas nè. Thấy không? Kích thước của nó là tầm khoảng 35x35cm. Và túi được may rất là chắc chắn. Đây. Nè. Đó. Đồ bao phê luôn. Trăng anh trăng khuya dần, thức trắng canh thâu mai làm cô dâu. Người ta chắc chắn là thương, đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh. Bàn tay anh lắm chai sẵn, làm sao lo lắng được em cả. Khuya đã khuya hơn rồi, nghỉ sớm đi em, mai còn tương lai. 12 bên nước đụng trong, ngày đẹp nhất là ngày chia tay. Ngày mai em bước qua cầu, ngày mang nỗi nhớ, ngày anh mãi sầu. Thôi hết bên nhau rồi, cố gắng cho ai nay mình cô đơn. Sợi tơ cắt đứt làm đôi, trôi nổi kiếp thân nghèo lớn đơn. Quảng trên vai gánh u sầu, trầu cao đưa tới đời anh mẫn người. Trời làm hai đứa xa rời nhau, thương làm sao tóc xanh phai màu năm tháng. Giá em mãi bên đây rồi, nào đớn nào trong lòng sống xuống.